Trên tay tớ là cái gì đấy? Đây này các bạn ơi, đây là bộ xe mô hình đồ chơi mà tớ đặt mua từ bên Dubai về đấy các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy cái xe mô hình đồ chơi này của tớ có ngầu không? Các bạn có tò mò xem con xe mô hình này của tớ sử dụng như thế nào không? Bao chất lượng luôn các bạn ạ. Bây giờ tớ sẽ bỏ cái xe mô hình đồ chơi này của tớ ra để chơi nhé các bạn nhé. Các bạn hãy xem này. Các bạn ơi, đây là cái tay điều khiển của nó đấy các bạn ạ. Đây, ten. Các bạn ơi, bây giờ nhá, tớ sẽ bật lên để cho các bạn xem công dụng của cái xe này nhá. Các bạn thấy cái xe mô hình đồ chơi này của tớ di chuyển có ác không? Ui các bạn ơi, nhìn kia. Đằng xa kia có quái vật xuất hiện rồi các bạn ạ. Không được rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái xe cảnh sát này ra đấy kia diệt con quái vật kia mới được. Xe cảnh sát này của tớ có thể thu nhỏ phóng to được các bạn ạ. Bây giờ các bạn hãy xem tớ phóng to cái xe ô tô này của tớ đây này. Xe ô tô ơi, hãy phóng to mau lên. Đấy các bạn thấy chưa, xe cảnh sát của tớ đã phóng to lên rồi thế này. Đi thôi. Xe ơi, lùi lại làm gì thế? Đây đây, để tớ lấy vũ khí. Của tớ nó đã tiêu diệt được con quái vật đấy rồi. Bây giờ nó đã thu nhỏ lại rồi kìa. Chúng mình phải lại gần đấy thôi. Đi thôi các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, các bạn thấy cái xe cảnh sát của tớ có ngầu không? Nó vừa tiêu diệt được con quái vật đấy rồi đấy. Bây giờ tớ sẽ mang xe cảnh sát của tớ đi chơi đây. Các bạn có muốn đi cùng với tớ không? Đi thôi nào. Ngoan quá. Các bạn ơi, nhìn kìa. Ở đằng kia có một cái xe lu. Bây giờ mình sẽ ra đấy, lên đấy lái thử xem có lái được cái xe lu này không nha. Các bạn đi cùng mình ạ, đi thôi. Ôi các bạn ơi, ở đằng xa kia ai như bạn Huyền đấy các bạn ạ. Mình phải chạy lại gần đấy chơi cùng với bạn Huyền mới được. Ôi bạn Huyền ơi. Chào bạn Trung nha. Bạn Huyền ơi, bạn Huyền có cái xe ủi to thế, ngầu thế, hoành tráng thế. Bình thường thôi bà Trung ơi. À đúng rồi, tớ có cái này đây này. Ấy, bạn thấy chưa? Hôm nay tớ ra đây chơi còn mang cả ngô đây đấy. Bạn có ăn không? Ăn cùng với tớ. Wow, bạn Huyền lại còn mang cả ngô đi á. Ui, tớ đang đói bụng đây. Thế thì cho tớ xin một cái. Ừ, được. Đây, bà Trung ơi. Đấy, ngô
đây này, mình ra kia ngồi ăn đi. Ừ, thế cũng được, đi thôi bạn Hiền ơi. Bạn trên tay bạn Trung có cái gì đấy hả bạn Trung? Đây là siêu xe cảnh sát của tớ đấy bạn Huyền ạ. Ui, ngầu thế, đẹp thế. Tớ đang mua từ bên Dubai về đấy bạn Huyền ơi. Bạn Trung cho tớ xem mới được không? Ừ, được. Đi, bọn mình ngồi đây, vừa ăn ngô, vừa xem cái xe ô tô của bạn Trung nhá. Ừ, ok, ngồi xuống đây bạn Huyền ơi. Cái xe này của tớ nhá, vừa nãy nó còn tiêu diệt một con quái vật đấy bạn Huyền ạ. Wow, ngầu thế. Nó có thể biến to thu nhỏ đấy bạn Huyền ơi. Ui, thích quá bạn Trung ạ. Đây, ngô đây này. Nó còn nóng ấy bạn Trung ạ. Trung ăn đi. Ừ, tớ cảm ơn bạn Huyền nhá. Wow. Wow, cái xe này của bạn Trung đẹp thế. Đương nhiên rồi, xe này của tớ hơi bị xịn luôn. Bạn Trung ạ, có tiếng gì ở đâu nhỉ? Ở đâu? Ôi, bạn Huyền ơi. Quái vật. Sao tự nhiên nó lại xuất hiện ở đây thế? Tớ không biết nữa, bạn Trung có cách gì không? Bạn Trung ơi, bây giờ làm thế nào bây giờ? Con quái vật đấy nó hung dữ lắm. Ui, bạn Huyền ơi. Nó đang tiến lại gần phía chúng mình rồi kìa. Bạn Trung ơi, bạn nghĩ cách gì đi. Chứ nó đang tiến lại gần đây rồi, nguy hiểm lắm. Được rồi, bạn ở đây, để tớ mang xe cảnh sát này lên chiến đấu với nó. Bạn Trung ơi, cẩn thận đây. Mày vật kia, mày dám xuất hiện ở đây à? Được rồi, hãy xem xe cảnh sát của ta tiêu diệt ngươi đây. Ôi, bạn Trung ơi, chạy lại đây. Ui, bạn Huyền ơi, bạn Huyền ơi. Quái vật đấy nó ghê quá. Xe ô tô của tớ đang đánh nhau với nó rồi kia. Ừ, mong là xe ô tô của bạn Trung sẽ thắng được cái con quái vật đấy. Ừ. Ôi, xe ô tô của bạn nó nuốt mất rồi, giờ phải làm sao đây? Ôi, tôi chết rồi, xe ô tô của tớ. Tớ nghĩ cách xem nào. Ôi, bạn Trung nhìn đằng kia kìa. Bạn Huyền ơi, Godzilla của bạn Huyền thật là lợi hại, đã tiêu diệt được con quái vật đấy rồi. Ừ, cũng may là có Godzilla. Mà thôi, bây giờ tối rồi, tớ phải đi về đây bạn Trung ạ. Ừ, bây giờ tớ cũng phải chạy lại đằng kia để tìm xem cái ô tô của tớ bay đi đâu mất rồi. Chào bạn Huyền nhá, tớ đi trước đây.